YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt giá là bàn là để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, bút giả, có cắt và hộp sáng. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy màu đỏ như này. Sau đó mình sẽ in cái phần tay cầm cái bàn là ai ra. Sau đó mình sẽ dán gạch chiếu lên. Bây giờ mình sẽ in nó ra trước. Ok, như vậy là mình đã xong nha, bây giờ mình sẽ vẽ lại. Ok, chỉ cho nó một số họa tiết nhỏ như vậy. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Như vậy là các vở sẽ có mã xong theo đặt thì chân trình của chúng tôi dễ thương về cả hệ thống bút chì tôi dặn lại các em mình vừa vẽ tương tự như lúc em vừa đi khám họa đi bằng lực từ tay như vậy nhé, cắt xong cái tay cầm nha. Bây giờ cắt hết phần này. Cắt thừa đăng ký để mình phân tán. Ok. Bây giờ mình sẽ dán lên như thế này. Rồi. Mình sẽ dán lên nhau.
trên label tên sản phẩm mới này. Như vậy là vừa vẽ xong bức tranh của vết thương, trong quá trình vẽ các bạn thấy hay và nhạc thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ok, bây giờ mình sẽ đi một số chi tiết nhỏ. Ok, vậy em như xong hoàn thành xong nhá. Mình đã hoàn thành xong trước mình là như này. Trong quá trình cắt và dán các bạn xem, các bạn thấy hay cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.